Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy cùng Toriha quay lại trở lại giúp các em nghiên cứu các dạng bài tập tiếp theo của đại cương dao động điều hòa. Chúng ta vào phần 1. Xác định thời điểm vượt qua niên độ x1 bất kỳ. Chúng ta chú ý đọc thật kỹ tiêu đề của bài hôm nay. Mục 1: Xác định thời điểm vượt qua niên độ x1 bất kỳ. Chúng ta hình dung câu hỏi của bài tập này như sau này. Ví dụ 7 giờ chúng ta ở nhà. Đó, thế thì giả sử là chúng ta từ nhà đến trường mất 1 giờ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là 7 giờ 30 bạn đang ở đâu? Đấy, kiểu bài này như thế đúng nhỉ? Thế thì trước khi vào nghiên cứu bài giải, thầy sẽ hướng dẫn các em nghiên cứu cái phương pháp giải của cái dạng bài tập này. Thì chúng ta cùng nhìn lên bảng nhé. Thứ nhất, thầy cần các em nhớ lại cái trục phân bố thời gian. Trên trục phân bố thời gian chúng ta có vài vị trí đặc biệt. Thứ nhất, vị trí cân bằng ô, vị trí biên dương A, vị trí biên âm trừ A. Đi từ vị trí biên này sang vị trí biên biên kia. Các bạn chú ý, hết khoảng thời gian là T trên 2. Đi từ vị trí cân bằng ô tới vị trí hai biên hoặc ngược lại, các bạn chú ý nhé, hoặc ngược lại thì hết khoảng thời gian là T trên 4. Đi từ vị trí cân bằng ô tới vị trí A trên 2 hoặc ngược lại, hoặc là vị trí cân bằng ô tới trừ A trên 2 thì đều như thế. Đó là T trên 12, 1 phần 12 chu kỳ. Vị trí A căn 2 trên 2 đó là T trên 8, và vị trí A căn 3 chia 2 đó là T trên 6. Và trục lẻ, đương nhiên các em cũng phải nhớ trục mà dành cho các vị trí đi độ không đặc biệt, tức là ngoài vị trí A trên 2, A căn 2 trên 2 và A căn 3 trên 2 thì các vị trí đó chúng ta áp dụng trục thời gian lẻ mà ở video trước thầy đã trình bày. Được chưa các em? Đây là trục thời gian mà các bạn sẽ phải sử dụng thông xuyên suốt trong bài tập về đại cương dao động điều hòa, tất cả các dạng của chúng. Được chưa nhỉ các em? Thế thì bài tập hôm nay là gì? Là xác định thời điểm vượt qua niên độ x1 bất kỳ. Vậy thì chúng ta hãy nhìn xem đặc điểm của cái chuyển động của vật trong một chu kỳ ra làm sao nhé. Các em nhìn ở đây tiếp ạ. Ta lại nhắc lại với nhau, chu kỳ là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần. Có nghĩa là thầy giả sử vật đi từ biên dương A xuống tới biên trừ A, quay trở lại chính biên dương A, lúc này vật đã thực hiện một chu kỳ dao động, hay vật đã đi được một dao động toàn phần. Đúng nhỉ? Thì em nhìn xem, cái thứ nhất, thầy giả sử niên độ x của vật đang ở đây, đúng không nhỉ? Bạn nhìn xem, khi vật đi từ biên A sang biên trừ A, rồi từ trừ A đến dương A, lúc này trong một chu kỳ các bạn nhìn nhé, thì em nhìn sang nó giống cắt tại mấy điểm đấy ạ? Cắt tại hai điểm. Rõ ràng trong một chu kỳ thì vật luôn đi qua niên độ x bất kỳ là hai lần, tính theo cả hai chiều. Các em chú ý nhé, tính theo cả hai chiều, đi từ A xuống tới trừ A là đi theo chiều âm, còn đi từ trừ A lên tới dương A là đi theo chiều dương. Thế thì nếu chỉ xét một chiều, các em nhìn thấy nếu chỉ xét hoặc là chiều âm hoặc là chiều dương thì chỉ là một lần trong một chu kỳ. Vì thế các em có nhận xét một cái kết quả như sau: trong một chu kỳ vật luôn đi qua niên độ x bất kỳ là hai lần tính theo cả hai chiều, hoặc là một lần tính theo một chiều, đó là chiều dương hoặc chiều âm. Được chưa các em? Các em nhớ nhé. Vậy thì phương pháp giải bài tập này là thế nào? Chúng ta chỉ việc là gì ạ? Đưa cái bội số, cái khoảng thời gian mà đề bài cho về bội số của chu kỳ. Các em nhìn xem ạ. Bội số của chu kỳ. Bội số của chu kỳ. Là chúng ta có kết quả rồi đúng không? Được chưa nhỉ? Vậy thì thầy sẽ chỉ ra cho các em cái phương pháp giải. Phương pháp giải. Cái bài tập xác định thời điểm vượt qua niên độ x1 bất kỳ. Được chưa các em? Các em nhìn lên góc bảng này nhé. Trước tiên bước 1. Bước 1, chúng ta tính khoảng thời gian delta t bằng t2 trừ t1 và tính chu kỳ t. Được chưa các em? Chu kỳ t thì rất nhiều công thức tính đúng không nhỉ? Chúng ta bằng gì? Bằng 2 pi trên omega hoặc là bằng 1 trên f.
rất nhiều công thức tính chu kỳ T. Bước 1 rất đơn giản đúng nhỉ? Bước 2. Sau khi có rồi, em lập tỷ số delta T trên T. Delta T trên T. Tỷ số này thầy mặc định chúng có hai kết quả có thể xảy ra. Kết quả 1 là nếu như tỷ số này của thầy mà nó bằng một số K nguyên. Một số K nguyên, nguyên dương các em chú ý nhé. Nguyên dương được chưa nhỉ? Thế thì ta để ý này, delta T trên T mà bằng K thì rõ ràng delta T của thầy bằng K lần chu kỳ. Mà ta vừa có kết quả trước là gì ạ? Trong một chu kỳ thì vật quan đi độ x bất kỳ luôn là 2 lần. Như vậy thì K chu kỳ sẽ là mấy lần? Sẽ là 2K lần. Các bạn chú ý nhé, lúc này ta có 2K lần. Được chưa các em? Và trường hợp số 2, cái phân số delta T chia T, cái tỷ số này ấy, đúng nhỉ? Nó không bằng một số K đâu. Nó là một số lẻ, các em chú ý nhé. Số lẻ đây là hình dung thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ tách ra thành một số K cộng với một số thập phân nào đó. Hình dung chưa? Hình dung là ta sẽ có là gì ạ? Ta sẽ có là K cộng với một số lẻ nào đó. K. Ta viết ra thành là, ta tách lúc này, ta tách delta T của thầy ấy. Nó sẽ bằng KT cộng một cái delta T phẩy. Một cái delta T phẩy nẻ nào đó. Các bạn hình dung thế nhé. Thế thì lúc này em hình dung thì số lần của ta là bao nhiêu? Từ đây số lần của ta là bao nhiêu? T chu kỳ, trong một chu kỳ ấy, thì vật luôn qua đi độ x bất kỳ theo cả hai chiều là hai lần, theo một chiều là một lần. Như vậy K chu kỳ ở đây thì ta cũng có 2K lần. Các bạn chú ý thầy viết như thế này ấy, cả hai trường hợp này là thầy đang viết với bài toán đó là đi qua tính theo cả hai chiều. Các em chú ý nhé, 2K lần mình nhân lên thôi, cộng với một cái số lẻ đằng sau này. Thế thì ta nhớ với nhau là gì ạ? Ta nhớ với nhau giúp thầy, đó là cứ sau một chu kỳ thì vật lại trở lại đúng vị trí cũ theo chiều như cũ. Vậy thì K chu kỳ vật cũng như vậy, cũng trở lại đúng vị trí cũ và theo chiều như cũ. Vậy thì để tính số khoảng cái khoảng thời gian hay là số lần trong khoảng delta T phải lẻ lấy thì các em làm gì? Các em sẽ phải kiểm tra cho thầy bước thứ ba nhé. Bước thứ ba các em làm gì ạ? Các em kiểm tra tính chất dao động hay là trạng thái dao động của vật tại thời điểm T1 và thời điểm T2 kia kìa. Đó, thì lúc đó em sẽ tính tiếp được cái thằng delta T thì phải lẻ nhé. Em sẽ tính được tại thời điểm T1 em cho thầy X1 và V1. Thời điểm T2 em tính cho thầy X2 và V2. Đúng nhỉ? Và nhớ thầy là vận tốc em chỉ xét theo dấu lớn hơn 0 hoặc là nhỏ hơn 0. Đúng nhỉ? Tương tự đây, lớn hơn 0 hoặc là nhỏ hơn 0 để mình xác định được chiều thôi. Được chưa các em? Bây giờ sau đó em dựa vào trục thời gian, các em hoàn toàn có thể chỉ ra được kết quả của bài toán. Được chưa các em? Thầy nhấn mạnh lại nhé, chúng ta có 3 bước làm. Bước giải 1 là em tính delta T và tính chu kỳ T. Bước giải 2 em lập tỷ số delta T cho T. Thế thì tỷ số của hai số bất kỳ, thầy giả sử chúng ta có hai kết quả xảy ra. Kết quả 1 là phép chia này là chia hết, tức là bằng một số K, K nguyên dương. Được chưa nhỉ? Vậy thì lúc này thì bài toán đã trở thành quá dễ. Đúng không ạ? Một chu kỳ, thầy đã cho kết quả rồi. Thì vật qua đi độ x bất kỳ theo hai chiều là hai lần và theo một chiều là một lần. Được chưa nhỉ? Lúc đó em suy ra được kết quả ngay. Còn cái kết quả thứ hai của phép lập tỷ số delta T chia T, nó có thể ra một số lẻ. Thầy ví dụ như 2,315 này hay là 8,999, đúng nhỉ? Số lẻ đấy gọi là, thầy đặt nó là số lẻ nhé. Nó không phải là số bội số của chu kỳ được không nhỉ? Thì thầy tách ra cái khoảng thời gian đó bằng bội số của chu kỳ cộng với cái một số lẻ nào đó. Đấy, thế thì bội số của chu kỳ này thì ở cái bước trên mình đã xử lý rồi, chỉ còn số lẻ, đúng nhỉ? Thầy gọi là delta T phẩy lẻ. Thế thì sao? Thế thì các em nhớ thầy, với bước 3 khi tồn tại cái delta T phẩy lẻ thì mình sẽ phải kiểm tra trạng thái dao động của vật tại hai thời điểm ban đầu và thời điểm kết thúc, em sẽ có kết quả.